nhiêu lời đi. Coffee cho mẹ uống nha. Cho nó đi uống. Ở bên đựng chuyển qua cái đó, để nó để cho mẹ đựng chuyển qua. Uống xong cà phê mình đi đâu vậy? Uống xong cà phê mình đi đâu? Mình qua bà nội. Qua bà nội hả? Đúng rồi, đi qua bà nội nè. Làm xong cà phê mình đi bà nội nhé. Ba bà nội con chơi gì nữa để nghe. Chơi play đồ. Play đồ chơi gì nữa? Play đồ giống cổ vi ảnh. Ừ, còn chơi gì nữa? Chơi What's that? We are uống chocolate milk không mẹ làm cho. Uống chocolate milk nhé. Uống chocolate milk. Ngồi cho đàng hoàng vô. Té rồi nhớ té rồi nhớ. Chocolate milk không? Bây giờ con ngồi ấy đi. Nhớ. Nhớ bữa té không? Cái đó không phải chocolate milk đâu, để mẹ làm chocolate milk cho nè. Kéo kẹp gì? Miss 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 miss. Ê, nó không có vô chocolate. Cái đó phải đâu, cái đó của đây gì á, bác sĩ của đây gì á, chocolate milk của viên. Tí viên xịt nha, viên xịt vô rồi viên khuấy 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 khuấy. Nè Vi à, con đổ vô đi. Này là gì? Cái này milk. 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 Okay. Đây mẹ mở cho, mẹ giúp mẹ mở không? Rồi con được rồi hả? Con đổ vô đi. Dở quá ta. Tự bỏ tự khuấy nha. Bỏ ít thôi, nhiều quá hơi ngọt đó Vi. Bỏ đi. Bóp đi Vi. Được rồi đó Vi ơi. Được rồi, được đủ rồi đó. Rồi, rồi con khuấy đi. Con khuấy đi. Nước sôi quá. Nó đâm sữa kìa. Chocolate milk. Chocolate đâm sữa. Nó đâm 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 đâm. Thôi uống đi kìa. Nó đâm đâm bùm bùm. Không hút à. Thôi uống kìa. Bỏ uống thuốc. Uống đi giấm đi. Chocolate. Uống thật là ngon không? Uống thật cái chocolate milk về là ngon không? Chocolate. Nhìn chứa vào. Uống hết đi uống. Nhìn chứa vào. Nhìn. Chưa làm xong hả? Làm xong chưa? Chưa. Chưa hả? Xong rồi đó, uống được rồi đó, ngon rồi đó. Dâm mày giờ test thử cho ngon không? Uống đi nhìn, uống đi rồi đi qua bà nội nè. Nó còn nóng. Còn nóng hả? Ơi. Uống đi sao đó. Nóng à? Nóng. Ồ. Giờ thử nha. Ở đây nè, có một cà phê nè. Và một đường. Một nước sôi. Rồi đánh lên. Đó bằng tay hả? Hơi lâu à. Không biết đến khi nào mới xong.
Bữa đó không nói gì nhau lắm. Chắc cũng không đến nổi đâu. Nằm 10 phút nữa. Cái đắng thôi. Đợi cho đến lúc Vy Anh uống hết ly sữa rồi cắt xong. Vy Anh uống sữa không? Mix cái này dùm mẹ nè Vy Anh. Wanna mix. Can you help? Vy Anh uống sữa qua bà nội nè Vy Anh. How we mix? Con đi bà nội không? Mix cái này uống sữa nè. Đi Vy Anh. Mix cái này dùm mẹ đi. Rồi con uống sữa nè. Nè trời sữa của Vy Anh ngon quá trời nè. Uống cái con. Mẹ mix sắp được rồi đó. Nhìn mix mấy cái là được rồi đó. Mẹ làm cho. Mẹ giúp Vy Anh chút nha. Đội đi, uống sữa xong đi rồi đến Vy Anh nha. Vy Anh uống sữa xong đi rồi đến lượt Vy Anh khỏi cho mẹ nè. Nhanh, uống hết sữa đi. Ngoan, Vy Anh ngoan quá. Không lau rau cái này mẹ chút thôi. Không cần phải máy mét rồi. Khuấy rồi mà, khuấy rồi mà. Uống thôi. Nè uống miếng nữa đi. Bây giờ làm mày nè. Con uống sữa con đi. Nè xong rồi nè, cắt xong rồi nè. Khói một chút mà nó đặt lại rồi nè. Đặt rồi đó. Đâu có lâu gì đâu. Cứ khói tròn tròn vậy thôi, không cần dùng sức. Không lên cơ luôn. Này nhầm nhò gì. Cơ Vy Anh uống hết sữa luôn nha. Trời ơi còn cái lắm. Nhiều lắm Vy Anh ơi. Cố lên Vy Anh ơi. Cố lên, 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 cố lên. Mẹ đánh còn nhanh hơn tốc độ Vy Anh uống sữa nữa Vy Anh. Ngồi đi. Ngồi đây nha. Xong rồi nè ba. Dễ không? Mấy giờ ta? Cái cây đánh này rất là tiện tại vì nó có cái đồ vét nè. Đánh xong có thể vét luôn. Như vậy là chưa được. Đánh tiếp. Ừ, lên ấy rồi đó, đặt hơi đặt, đặt rồi đó. Đặt chị rồi, nè. Tiện thể ở nhà không có vận động gì, đánh trứng để tập thể dục luôn. Mà cái này đường dễ đánh lắm. Nên là con có sắp hết chưa Vy Anh? Sắp hết rồi đó, Vy Anh giỏi. Wow, nhanh thế. Sắp hết chết rồi Vy Anh ơi. Chết rồi, mẹ chậm hơn Vy Anh rồi, mẹ phải nhắn lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, Vy Anh uống hết sữa mà mẹ chưa xong. Chết rồi. Sắp được. Vẫn chưa được nhưng mà cũng sắp được. Nếu mà cầm cái tô lên như vậy thì đánh nó sẽ có lực hơn nè. Mình đợi cái tô trên bàn thì phải đứng nó mới có lực. Mình hết sữa chưa? Uống hết đi. Còn chút nữa nè. Vy Anh no rồi. Rồi thì thôi không uống nữa. Vậy để Vy Anh khuấy đi nè. Cố lên, cố lên, cố lên. À, quái dữ vậy nè. Wow, Vy Anh làm đặc luôn rồi. Chùi cho. Ê, không. Ê, chùi trên người nữa Vy Anh ơi. Não. Còn chỗ này gì nữa không con? Không. Không, hết này thôi. Ở đây nè. Chùi này nha. Chùi hết đi. Rất là đặc luôn. Oh wow, hết ly sữa. Để chùi tiếp, để đánh cái này thôi, nó nguội khó đánh. Lúc nó nóng á, đánh nó dễ. Đ-
Để mẹ làm cho không lộ hả? Con làm giống mẹ nè chứ con đừng có làm kia làm kia là nó độ ngay. Nè con làm giống mẹ nè, khuấy vậy nè Vian. Khuấy vậy. Vòng tròn cái Vian. Khuấy vòng tròn đi, giỏi á. Wow, da yeah, khuấy như vậy đi. Để mẹ đi lau nha. Mẹ làm vậy nó đổ. Con khuấy vòng tròn đi Vian. Vòng tròn nó không độ. Thơm ở cái mùi á. Cái mùi nó lên nằm mặt luôn. Cái chén. Cái đi vòng vòng. Con giữ cái chén lại đi, mọi cái chén nó rớt xuống nó bể đó con. Rớt xuống bể đổ. Lấy cái tay giữ cái chén lại đúng rồi đó rồi quay ra. Quay tròn 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 đi. Bữa nay Vian làm cà phê cho đi uống phải không? Yes. Vian. Dẫn đi. Ngon không? Ngon không? Con làm mới ra nè. Con làm mới ra nè bây giờ ơi. Bỏ vô lại đi. Wow, here I am, here I am, how do you do? Thôi rồi, bỏ lên ly cà phê của ba ba ly rồi đi. Bây giờ rửa tay cho Vian kìa. Vian rửa tay lên bàn đây mẹ rửa tay cho con. Tay này sạch rồi. Ừ, tay hơi dơ đó. Tay kia đi à, hai tay luôn, kéo cái áo lên. Ướt. Cho xà bông vô chè đi con. Chè chè đi. Chè giống mẹ nè. Vian chè giống mẹ nè. Con sữa nữa không Vian? Thì no rồi. Con no rồi. Con mới ăn cơm. Chè trên này nữa Vian. Cái này nữa. Yeah. Rồi cái này nữa Vian. Như vậy nè mẹ chị cho. Thôi được rồi. Chè tay rồi. Này nữa. Tay này nữa chè. Giỏi quá. Chà, nè, mẹ xì cho. Hơi nóng không? Nóng không? Nóng nóng à? Nóng còn nha. Mát quá. Đây này. Lấy khăn lau tay nha. Biên, lấy khăn lau tay này. Không sao đâu, lát nó khô. Lát nó khô không sao hết. Nè. Nè, mẹ lau cho đó, lát nó khô. Tay bên này nữa con. Lát nó khô thôi, có gì đâu. Rồi, trèo xuống ghế đi Vian. Chùi chùi nữa ướt thêm. Rồi. Sang lên đi. Sang lên đi Vian. Ướt hết rồi. Ướt nhiều. Ướt nhiều. Để mà thay áo đi. Mà hồi thay áo nha. Đừng chùi đó nó ướt nữa Vian. Rồi ướt hết luôn rồi Vian ơi. Vian đừng chùi nữa ướt chẹp rồi đó. Rồi hết áo thay luôn. Nè. Chùi tay vô đó cho nó khô áo đi. Như vậy là rất là đặc rồi nè. Khá là ngon. Ơ gì vậy Bia? Thôi được rồi, hồi đã đi thay áo cho.
Để đi, hồi đấy đi thay cho Vi. Này có đồ thì lâu cho tài xế.